Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast chính thức triệu hồi VF5. Ngày 25 tháng 3, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam xác nhận triệu hồi gần 6.000 xe điện của VinFast. Theo đó, chính phủ Việt Nam vừa xác nhận rằng VinFast đã bắt đầu triệu hồi gần 6.000 xe điện sau khi phát hiện lỗi trong hệ thống đèn, trong lúc nhà sản xuất xe khởi nghiệp của Việt Nam đang mở rộng sản xuất ra toàn cầu. Theo VOA, trong một thông báo đưa ra hôm 19 tháng 3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết họ đã phê duyệt việc triệu hồi 5.912 ô tô con của VinFast vì lỗi trong công tác tổ hợp cần gạt tay trái. Thông tin về đợt triệu hồi này đã được VinFast đưa ra vào đầu tháng trước. Hình ảnh bản tin trên VOA. Cục Đăng kiểm cho biết những xe bị thu hồi là dòng VF5 Plus được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của VinFast ở Hải Phòng trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Thông báo được công bố vào tuần trước nói rằng việc triệu hồi kéo dài đến 19 tháng 2 năm 2025. Theo thông báo, VinFast đã ghi nhận một trường hợp liên quan đến lỗi này trên các xe điện đã bán ra thị trường. Cục Đăng kiểm cho biết trong thông tin triệu hồi sản phẩm rằng vấn đề này xảy ra khi đèn pha và đèn báo được sử dụng ở chế độ tự động, gây nguy hiểm cho người lái và những người tham gia giao thông cùng. VOA cho biết, VinFast hồi đầu tháng 2 công bố đợt triệu hồi các xe VF5 Plus để sửa lỗi đèn pha tắt khi bật xi nhan trái, nhưng đang chờ chính phủ phê duyệt. Theo truyền thông trong nước, VinFast cho biết việc thu hồi này chỉ ảnh hưởng đến những chiếc xe được sản xuất và bán trong nước. Hình ảnh VF5 dòng xe đang bị triệu hồi. Vẫn theo VOA, đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên của hãng xe điện. Vào tháng 5 năm ngoái, VinFast cho biết họ đang thu hồi tất cả các xe của lô đầu tiên xuất sang Mỹ sau cảnh báo an toàn do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra. Gần 1.000 xe VF8 của VinFast được xuất sang Mỹ vào cuối năm 2022 và Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Hoa Kỳ cho biết toàn bộ số xe này bị lỗi phần mềm trên màn hình bảng điều khiển thông tin an toàn. VOA cũng cho hay, nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Việt Nam đang hy vọng cạnh tranh với những gã khổng lồ về xe điện như Tesla của Mỹ và đang nỗ lực thâm nhập thị trường thế giới với các mẫu xe điện của mình. VOA cho biết thêm, hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ từ tháng 8 năm ngoái, hiện đang xây dựng một nhà máy sản xuất và lắp ráp xe điện ở North Carolina, một tiểu bang miền đông Hoa Kỳ. Trong nỗ lực mở rộng kinh doanh ra thế giới, VinFast hôm 15 tháng 3 đã hợp tác với một nhà phân phối xe điện ở Ghana để thâm nhập vào thị trường châu Phi. Hình ảnh Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast và Vingroup. Đồng thời, VOA cho hay, hãng xe điện Việt Nam cũng có kế hoạch xuất khẩu xe điện sang Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong những tuần gần đây, VinFast đã đạt được thỏa thuận phân phối tại Oman với công ty đầu tiên mà hãng hợp tác ở Trung Đông. Động thổ nhà máy ở Ấn Độ, ra mắt dòng xe ô tô điện tay lái nghịch đầu tiên của hãng ở Indonesia và công bố ra mắt tại Thái Lan. VinFast tháng trước báo cáo khoản lỗ gần 2,4 tỷ USD trong năm ngoái sau khi không đạt được mục tiêu doanh thu đề ra. Tại Việt Nam, nhiều người không ưa Vingroup nói chung và VinFast nói riêng vì cho rằng Vin che giấu thông tin và hành xử thô bạo. Thậm chí đã có người gặp rắc rối với Vin khi công bố những sự thật đằng sau về vẻ phô trương hào nhoáng của họ. Nhiều người dự đoán rằng ngày tàn của VinFast sẽ không xa khi công ty này liên tục thua lỗ trong nhiều năm, nợ nần gia tăng qua từng năm, nhất là nợ ngắn hạn, xe sản xuất ra không bán được và giá cổ phiếu thì đang bốc hơi. Điều đặc biệt khó cho hãng này là hãng đã mang quá nhiều tai tiếng tại Việt Nam và Bắc Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin VinFast chính thức triệu hồi VF5. Thời kỳ hỗn loạn chính trị bắt đầu. Ngày 22 tháng 3, blog Tùng Phong trên VOA tiếng Việt bình luận đốt lò hay đảo chính. Tác giả nhận xét dưới bề mặt phẳng lặng của các ao tù chính trị nhàm chán ở Việt Nam, những cơn sóng ngầm, lật đổ phía sau hậu trường, thanh trừng đấu đá không kém phần tàn khốc vẫn luôn diễn ra. Theo tác giả, Võ Văn Thưởng là hạt giống đỏ trưởng thành từ môi trường đoàn, được cho là người có nền tảng học vấn và phong cách rất tương đồng với ông Nguyễn Phú Trọng. Cả hai đều nghiên cứu chuyên sâu về lý luận triết học Marx Lenin. Hình ảnh bài trên blog Tùng Phong VOA. Tác giả đánh giá việc ông Thưởng bị buộc thôi chức
chắc chắn ảnh hưởng đến uy tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và báo hiệu quyền lực thực sự của người đốt lò vĩ đại đã suy giảm đáng kể. Tác giả cho hay, sau khi ông Thưởng bị buộc thôi chức hôm 20 tháng 3, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước. Trên thực tế, chủ tịch nước dù chỉ được coi là chức danh biểu tượng, không có thực quyền trong hệ thống quyền lực của nhà nước Việt Nam, nhưng đó vẫn là một chiếc ghế trong tứ trụ với những đặc quyền lớn hơn bất cứ những ủy viên trung ương khác. Cái ghế chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội thường là bước đệm tốt cho những cá nhân có tham vọng tiến đến ngôi cửu ngũ chí tôn, tổng bí thư, hay vị trí béo bở là thủ tướng. Tuy vậy, vẫn tác giả, nhiều nguồn tin nội bộ cho biết, đến phút 89, ông Tô Lâm dứt khoát không rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo sắp xếp của Bộ Chính trị. Ba trường hợp còn lại đều không mặn mà gì với vị trí chủ tịch nước. Điều này khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị rơi vào thế lưỡng nan. Cuối cùng, buộc phải đưa bà Võ Thị Ánh Xuân một lần nữa lên nắm quyền chủ tịch nước. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả bình luận công tác nhân sự cấp cao của đảng đang thực sự có vấn đề. Không những họ liên tục ngã ngựa mà ngay cả việc tìm nhân sự thay thế cũng rất khó khăn. Ở một khía cạnh khác, điều đó cũng cho thấy vai trò chủ tịch nước thực ra ai ngồi cũng được và không có thì cũng chẳng sao. Còn Bộ trưởng Công an bây giờ thích ngồi đâu không còn là do Bộ Chính trị quyết định. Tác giả đặt câu hỏi tại sao tướng Tô Lâm lại chọn thời điểm này để tấn công ông Võ Văn Thưởng và mục đích thực sự của ông Lâm là gì? Tác giả phân tích từ trước tới nay tướng Tô Lâm là thanh kiếm sắt trong tay ông Trọng trong công cuộc đốt lò. Ông ta có lẽ hoàn toàn tin rằng mình là ứng viên số 1 để kế nhiệm ngôi vị Tổng Bí thư. Thế nhưng điều này đã thay đổi kể từ sự cố bò giác vàng vào năm 2021. Rõ ràng với scandal để đời này, ông Lâm đã tự làm mất điểm trước mắt ông Trọng. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả nhận định ông Tô Lâm là người có nhiều kẻ thù. Việc ông ta lập đại công phanh phui hai đại án, chuyến bay giải cứu và kit test Việt Á khiến cho hàng loạt quan chức cấp cao và cấp trung mất chức. Vô hình trung đã khẳng định quyền uy tuyệt đối của ông trên sân khấu chính trị Việt Nam. Bộ Công an liên tục mở rộng quy mô, quân số, ngân sách, chế độ đặc quyền và tự áp đặt các chính sách, gây ra vô số phiền hà cho nhân dân, rối loạn xã hội, làm tốn ngân sách và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tất cả những điều này ông Trọng và Bộ Chính trị không thể không hay biết. Tác giả cho rằng ông Thưởng được coi như là Thái tử Điện Hạ khi trở thành Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023 với số phiếu gần như tuyệt đối, đã lộ rõ sự thân cận với bác Trọng, khiến Tô Lâm nhận ra mình không còn là sự lựa chọn nữa. Trong tình huống này, mọi ứng viên của vị trí Tổng Bí thư đều có khả năng trở thành mục tiêu công kích của Tô Lâm. Võ Văn Thưởng chỉ là cái tên đầu tiên trong cuộc đảo chính không tiếng súng, núp dưới danh nghĩa đốt lò. Điều này sẽ dẫn đến thời kỳ hỗn loạn chính trị và nạn kiêu binh tràn lan trong lực lượng công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thời kỳ hỗn loạn chính trị bắt đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để những người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d